Xin chào mọi người nha. Thì ngày hôm nay mình có một cái thủ thuật rất là hữu ích dành tặng cho các bạn. Đó là cách làm sao xem những ai đang bắt trộm wifi của nhà bạn. Thì chỉ bằng một chiếc điện thoại này thôi, các bạn có thể kiểm tra xem thử wifi nhà mình có bị người khác cấu trộm hay không, thì người ta dùng ké, dùng chuột hay không. Thì trước khi vào video này, các bạn hãy nhớ nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ mình phát triển nội dung nha. Mình rất là cảm kích nếu như các bạn nhấn vào nút đăng ký, tại vì kênh mình còn rất là mới. Thì để xem ai đang cấu trộm wifi nhà bạn thì bạn vào mục cài đặt này. Các bạn đảm bảo rằng cái điện thoại của bạn đang kết nối với wifi của nhà mình nha. Ok, đây là wifi của nhà mình, nó đã kết nối rồi. Sau đó mình vào cửa hàng và tìm và tải về cho mình cái ứng dụng tên là Fin. Đấy, các bạn chỉ cần đánh vào Fin trên đây là các bạn nó ra ngay. Về trên iOS hay là Android gì cũng như nhau, thì mình đã đặt đường link bên dưới cho các bạn tải rồi. Thì các bạn nhấn một nút cài đặt. Đấy, trong lúc chờ nó cài đặt thì mình nói sơ qua về ứng dụng này. Ứng dụng này cho phép bạn xem ai đang dùng cái wifi của bạn này, xem các lỗ hổng về wifi này, và một cái chức năng rất đặc biệt của nó đó là tìm các camera đang giấu kín ở trong phòng. Có nghĩa là nếu các bạn đi nhà nghỉ khách sạn mà muốn tìm những cái camera giấu kín, các bạn cũng sử dụng cái ứng dụng này. Thì ở trong cái khuôn khổ bài viết này mình sẽ không nói về nó, thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Thì ở đây mình đã cài đặt rồi, mình bấm nút mở. Rồi, các bạn nhấn vào nút tiếp theo. Chào mừng bạn đến với Fin nè. Rồi, đây là điều khoản này, đồng ý và kết thúc. Cho phép truy cập vị trí, cho phép khi dùng ứng dụng. Rồi, không cần tài khoản nhưng bạn có thể muốn có tài khoản. Ok, tôi không cần tài khoản thì mình sẽ nhấn vào nút tôi sẽ suy nghĩ video này để bỏ qua. Công cụ phù hợp với bạn à. Tôi thường xử lý công nghệ tại nhà. Ok, đây. Đó, đây là giao diện làm việc chính của Fin. Thì các bạn có thể thấy, đây là wifi của nhà mình đã kết nối với điện thoại này. Đấy. Thì khi các bạn thấy các cái chức năng của nó là tìm cùng mẫu mở này, lỗ hổng bộ đèn tiếng này, tìm camera ẩn trong phòng này, và các khắc phục các sự cố về mạng, như là kiểm tra coi từ cái tốc độ pin nó có, các tốc độ wifi nó có đúng với tốc độ mà nhà cung cấp người ta cam kết để cung cấp cho mình hay không. Đấy, thì các chức năng này các bạn có thể tìm thêm có thể tham khảo thêm. Thì các bạn có thể nhấn vào nút quét tìm thiết bị để xem các thiết bị đang kết nối với wifi Minh Quốc này. Rồi, mình thấy các thiết bị nó đã hiện ở phía dưới rồi. Thì đây, cái trên cùng này là bộ định tuyến, có nghĩa là cái modem wifi của bạn. Thì trong cái bộ định tuyến này thì nó còn có các cái thông số kỹ thuật như là nhãn hiệu này đó. Rồi các địa chỉ IP, địa chỉ MAC này, nhà cung cấp MAC này. Thì cái này mình không cần quan tâm. Và các bạn xem, cái VisiMAC Joy 3 mình đang là chính là cái điện thoại này, cái điện thoại mình đang dùng đây. Nhưng mà mình không nhận ra những cái điện thoại dưới này như Nokia này, Samsung, Huawei là những cái điện thoại mình gia đình mình không có này, chứng tỏ là đây là ba cái điện thoại đang xài chùa sang xài ké wifi như mình. Thì đó, mình thấy có, nếu các bạn có thể cân nhắc cái việc nếu mà thấy có quá nhiều thiết bị không nhận ra đang kết nối tới wifi nhà mình, thì các bạn có thể cân nhắc về việc là thay đổi cái mật khẩu wifi đi, thì để đảm bảo cái tốc độ mạng của nhà bạn. Thì đôi khi các bạn có thể phát hiện ra wifi nhà mình nó hay bị yếu bất thường vào những cái giờ cao điểm, nếu bạn biết ngay có thể đoán được là ai đang xài cái wifi, có người đang xài kéo wifi nhà mình rồi, nhưng mà cái ứng dụng này cho phép bạn test được luôn đấy. Thì nếu các bạn thấy cái video này của mình nó hữu ích thì các bạn hãy nhấn vào cái nút đăng ký bên dưới để ủng hộ cho mình một subscribe để phát triển nội dung, thì mình rất là cảm kích nếu như các bạn làm điều đó. Thì mình đó là động lực để cho mình làm những cái video tốt hơn về sau này. Thì chúc các bạn thành công nha.